Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục chữa quyển bài tập tuần tiếng Việt lớp 2 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập tuần 3 với chủ điểm là bạn bè của em. Trong bài tập tuần 3 này thì chúng ta có các kiến thức trọng tâm như sau. Đó là các em sẽ luyện viết chữ hoa là chữ B. Các em sẽ học về từ chỉ người, chỉ vật, chỉ thời gian và phân biệt chữ D và chữ DH. Chúng ta sẽ phân biệt tên chung và tên riêng. Sau đó các em sẽ học cách đọc bảng danh sách. Đó là phần kiến thức trọng tâm trong chủ điểm tuần 3 là chủ điểm bạn bè của em. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 là phần đọc hiểu luyện tập. Trong bài đọc hiểu này các em sẽ lắng nghe cô đọc bài đọc Ngỗng và Rùa. Sau đó các em dựa vào nội dung của bài đọc để cùng nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Bây giờ cô sẽ đọc bài đọc một lần, các em hãy chú ý lắng nghe. Hai vợ chồng Ngỗng và Rùa là những người bạn tốt. Mùa hè đến, trời bắt đầu nóng lên, khiến hồ nước dần cạn kiệt. Vì vậy, chúng lên kế hoạch đi tìm một chỗ ở mới. Tuy nhiên, Rùa không thể bay được nên Ngỗng quyết định mang Rùa theo bằng cách vợ chồng Ngỗng dùng cùng ngậm một cái cây bay hai bên, ở giữa chú Rùa cũng ngậm cái cây đó. Điều duy nhất mà Rùa cần phải nhớ là không được mở miệng khi bay. Chúng bắt đầu cuộc hành trình của mình. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng và bắt đầu la hét. Đột nhiên đàn khỉ ở dưới trông thấy cười lên. Nhìn kìa, một con rùa bay. Con rùa tức giận và đáp lại: tại sao cười tớ? Và tất nhiên con rùa đã rớt xuống đất. May mắn thay, rùa rơi ngay vào một lùm cây nên không bị thương. Lúc này, rùa rất ân hận, giá như mình đừng lên tiếng, giờ này mình đã vui chơi cùng vợ chồng Ngỗng rồi. Đây chính là bài đọc Ngỗng và Rùa. Bây giờ các em sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để cùng nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Câu 1. Câu chuyện trên kể về tình bạn giữa hai loài vật nào? A. Rùa và Ngỗng. B. Rùa và chim. C. Khỉ và rùa. D. Ngỗng và khỉ. Các em có thể thấy là tên bài đọc ở đây là Ngỗng và Rùa, thì chắc chắn là câu chuyện trên sẽ kể về tình bạn giữa hai loài vật, đó là rùa và ngỗng. Như vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 1 đó chính là đáp án A. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án A giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 2. Vợ chồng Ngỗng giúp rùa di chuyển sang chỗ ở mới bằng cách nào? A. Vợ chồng Ngỗng cùng ngậm một cái cây bay hai bên, ở giữa chú rùa cũng ngậm cái cây đó. B. Vợ chồng Ngỗng cõng rùa trên lưng để bay qua sông. C. Rùa bơi sang sông. D. Vợ chồng Ngỗng giúp rùa tập bay sang sông. Để trả lời được câu hỏi số 2 này thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại bài đọc để tìm ra câu trả lời đúng. Mùa hè đến, trời bắt đầu nóng lên khiến hồ nước dần cạn kiệt. Vì vậy, chúng lên kế hoạch đi tìm một chỗ ở mới. Tuy nhiên, rùa không thể bay được nên Ngỗng quyết định mang rùa theo bằng cách vợ chồng Ngỗng cùng ngậm một cái cây bay hai bên, ở giữa chú rùa cũng ngậm cái cây đó. Như vậy thì vợ chồng của Ngỗng đã giúp rùa di chuyển sang chỗ ở mới bằng cách đó là vợ chồng Ngỗng cùng ngậm một cái cây. Bằng cách là vợ chồng Ngỗng cùng ngậm một cái cây bay hai bên và ở giữa chú rùa cũng ngậm cái cây đó. Thì đây chính là cách mà vợ chồng Ngỗng đã giúp rùa di chuyển sang chỗ ở mới. Như vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 2 chính là đáp án A. Vợ chồng Ngỗng cùng ngậm một cái cây bay hai bên, ở giữa chú rùa cũng ngậm cái cây đó. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án A giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 3. Vì sao rùa bị rơi xuống đất? A. Vì rùa ngậm cái cây không chặt nên bị rơi xuống đất. B. Vì vợ chồng Ngỗng đuối sức nên không kéo rùa đi tiếp được nữa. C. Vì rùa không nghe lời vợ chồng Ngỗng vì tức giận nên đáp lại đàn khỉ. D. Vì rùa không muốn chuyển sang chỗ ở mới nữa nên tự nhảy xuống đất. Để trả lời được câu hỏi số 3 thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại bài đọc để tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, rùa không thể bay được nên Ngỗng quyết định mang rùa theo bằng cách vợ chồng Ngỗng cùng ngậm một cái cây bay hai bên, ở giữa chú rùa cũng ngậm cái cây đó. Điều duy nhất mà rùa cần phải nhớ là không được mở miệng ra khi bay. Vậy thì vợ chồng Ngỗng đã dặn rùa một điều, đó là khi mà bay thì rùa cần phải nhớ là không được mở miệng ra khi bay. Điều duy nhất mà rùa cần phải nhớ đó là không được mở miệng ra khi bay.
Chúng bắt đầu cuộc hành trình của mình, mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng và bắt đầu la hét. Đột nhiên đàn khỉ ở dưới trông thấy cười lên, nhìn kìa, một con rùa bay. Con rùa tức giận và đáp lại, tại sao cười tớ? Và tất nhiên con rùa đã rớt xuống đất. Và lý do mà con rùa rớt xuống đất đó chính là con rùa đã rất là tức giận và đáp lại, tại sao cười tớ? Và tất nhiên con rùa rơi xuống đất. Vậy các em hãy nhớ là khi mà giúp rùa bay qua sông thì vợ chồng Ngỗng đã nói là rùa cần phải nhớ là không được mở miệng khi bay. Bởi vì khi bay mà mở miệng ra nói thì con rùa sẽ bị rơi xuống đất. Và rùa đã không nghe lời khuyên của vợ chồng Ngỗng mà đã tức giận, đáp lại những đàn khỉ ở phía dưới. Mở miệng ra để đáp lại những đàn khỉ ở phía dưới và kết quả là rùa đã bị rớt xuống đất. Như vậy thì lý do mà bị rùa bị rớt xuống đất đó là bởi vì rùa đã không nghe theo lời khuyên của vợ chồng Ngỗng và đã tức giận đáp lại đàn khỉ nên là rùa đã bị rơi xuống dưới đất. Như vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 3 ở đây chính là đáp án C. Vì rùa không nghe lời vợ chồng Ngỗng vì tức giận nên đáp lại đàn khỉ. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án C giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 4. Câu chuyện trên khuyên chúng ta điều gì? A. Khi làm việc cần tuân thủ quy tắc và chỉ nói khi cần nói. B. Nên nói chuyện mọi lúc, mọi nơi. C. Không nên tin tưởng vào người khác, nên sử dụng chính năng lực của mình. D. Khi làm việc không cần tuân thủ nguyên tắc. Vậy thì qua câu chuyện ở Ngỗng và Rùa thì các em đã rút ra được bài học gì các em nhỉ? Đó là chúng ta khi làm việc thì các em cần phải tuân thủ đúng quy tắc này. Và chúng ta chỉ cần nói khi cần và chỉ nói khi nào mà cần nói thôi. Vậy thì câu trả lời đúng cho câu hỏi số 4 chính là đáp án A. Khi làm việc cần tuân thủ quy tắc và chỉ nói khi cần nói. Như vậy các em hãy khoanh tròn vào đáp án A giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 5. Em hãy tìm trong bài đọc và điền vào cột tương ứng. Cô sẽ có các cột đó là từ chỉ thời gian, cột từ chỉ sự vật và cột từ chỉ con vật. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại bài đọc để chúng ta sẽ tìm từ chỉ thời gian. Sau đó các em sẽ điền các từ đó vào cột từ chỉ thời gian. Hai vợ chồng Ngỗng và Rùa là những người bạn tốt. Mùa hè đến, trời bắt đầu nóng lên khiến hồ nước dần cạn kiệt. Như vậy từ ngữ chỉ thời gian đầu tiên xuất hiện trong bài đọc đó chính là mùa hè. Và đây cũng là từ ngữ chỉ thời gian duy nhất có trong bài đọc. Vậy thì chúng ta sẽ điền từ mùa hè vào cột từ ngữ chỉ thời gian trong câu 5. Từ chỉ thời gian xuất hiện trong bài đọc đầu tiên đó chính là từ mùa hè. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm từ chỉ vật xuất hiện trong bài đọc. Ở đây thì chúng ta sẽ chỉ cần tìm hai từ chỉ vật xuất hiện trong bài đọc thôi. Hai vợ chồng Ngỗng và Rùa là những người bạn tốt. Mùa hè đến, trời bắt đầu nóng lên khiến hồ nước dần cạn kiệt. Vậy thì từ chỉ sự vật đầu tiên đó chính là hồ nước. Vì vậy chúng lên kế hoạch đi tìm một chỗ ở mới. Tuy nhiên, rùa không thể bay được nên Ngỗng quyết định mang rùa theo bằng cách vợ chồng Ngỗng cùng ngậm một cái cây. Vậy thì từ chỉ vật tiếp theo xuất hiện trong bài đọc đó chính là cái cây. Như vậy chúng ta sẽ có hai từ chỉ vật đó chính là từ cái cây và từ hồ nước. Chính là hai từ chỉ vật mà chúng ta cần tìm. Thì chúng ta sẽ điền từ hồ nước và từ cái cây vào cột từ chỉ vật trong câu 5. Ở cột từ chỉ vật chúng ta sẽ điền hai từ đó là hồ nước và cái cây. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ chỉ con vật. Và chúng ta lại tiếp tục quay trở lại bài đọc để tìm từ chỉ con vật. Các em thấy là trong bài đọc thì chúng ta bài đọc này liên quan đến tình bạn của Ngỗng và Rùa. Vậy thì chắc chắn là hai từ chỉ con vật xuất hiện trong bài đọc sẽ là Ngỗng và Rùa. Thì chúng ta có thể điền luôn đáp án từ chỉ con vật xuất hiện trong bài đọc đó chính là Ngỗng và Rùa. Ngỗng, Rùa chính là hai từ chỉ con vật xuất hiện trong bài đọc. Như vậy là chúng ta đã tìm được từ chỉ thời gian có trong bài đọc đó là từ mùa hè. Từ chỉ vật có trong bài đọc đó là hồ nước và cái cây. Từ chỉ con vật có trong bài đọc là Ngỗng và Rùa. Thì đây chính là câu trả lời của câu 5. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 6. Em hãy đóng vai là Rùa và viết 1 đến 2 câu cảm ơn vợ chồng Ngỗng đã cố gắng giúp đỡ mình nhé. Vậy thì các em, nếu như các em là rùa thì các em sẽ nói lời cảm ơn vợ chồng Ngỗng như thế nào nhỉ? Thì cô sẽ có một câu như sau. Cảm ơn hai bạn đã không ngại vất vả và mang mình đi theo, hai bạn thật tốt bụng. Thì đây sẽ là một câu, hai câu cảm ơn mà bạn rùa muốn dành tặng cho vợ chồng Ngỗng.
thì chúng ta sẽ ghi câu trả lời đó là cảm ơn hai bạn đã không ngại vất vả. Cảm ơn hai bạn đã không ngại vất vả. Cảm ơn hai bạn đã không ngại vất vả và mang mình theo. Và chúng ta đã được một câu, câu tiếp theo. Hai bạn thật tốt bụng. Như vậy là chúng ta đã viết được hai câu để cảm ơn, hai câu thay bạn rùa để cảm ơn vợ chồng ngỗng đã cố gắng giúp đỡ bạn rùa, đó là cảm ơn hai bạn đã không ngại vất vả và mang mình theo, hai bạn thật tốt bụng. Thì đây chính là câu trả lời cho câu 6. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 7. Tìm ba từ có hai tiếng có âm đầu được ghi là D hoặc GH. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ba từ. Và ba từ đó phải có hai tiếng có âm đầu được ghi là D hoặc GH. Từ đầu tiên cô có đó chính là từ gồ gô. Cô sẽ có từ đầu tiên là từ gồ gô. Và các em thấy ở trong từ đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai tiếng có âm đầu được ghi là chữ D. Âm đầu ở đây chính là chữ D. Chữ gô này, cả chữ gô này sẽ là một tiếng này. Cả chữ gồ này sẽ là một tiếng, chữ gô này là một tiếng. Thì chúng ta sẽ có được từ là gồ gô. Và trong tiếng đầu tiên thì chúng ta có âm đầu bắt đầu bằng chữ D. Đều bắt đầu bằng chữ D thì chúng ta đã viết được một từ rồi. Chúng ta sẽ đến với từ tiếp theo là từ ghế gỗ. Cô sẽ có từ ghế gỗ. Thì các em thấy ở đây trong tiếng ghế thì cô sẽ có âm đầu bắt đầu bằng chữ GH. Tiếng thứ hai thì cô sẽ có âm đầu bắt đầu bằng chữ D. Thì chúng ta sẽ tạo được từ đó là ghế gỗ. Từ thứ ba đó chính là từ gánh gồng. Ở đây thì chúng ta thấy tiếng đầu tiên là tiếng gánh. Và trong tiếng đầu tiên thì chúng ta có âm đầu bắt đầu bằng chữ D. Tiếng thứ hai là tiếng gồng. Và trong tiếng gồng này thì có âm đầu cũng bắt đầu bằng chữ D. Như vậy chúng ta sẽ tạo một từ là gánh gồng. Như vậy ở trong câu 7 này chúng ta đã tìm được 3 từ. Đó là từ gồ gô, từ ghế gỗ, từ gánh gồng. Và các từ này thì sẽ có hai tiếng có âm đầu được ghi là D hoặc GH. Các em thấy là với tiếng gồ thì chúng ta sẽ có âm đầu là D. Với tiếng gô thì chúng ta cũng sẽ có âm đầu là D. Với từ ghế gỗ thì chúng ta thấy là tiếng ghế thì cũng sẽ có âm đầu là GH và tiếng gỗ thì cũng sẽ có âm đầu là D. Từ tiếp theo là từ gánh gồng thì các em thấy là tiếng gánh cũng có âm đầu là D và tiếng gồng cũng có âm đầu là D. Thì đấy chính là câu trả lời của câu 7. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 8. Em hãy sắp xếp và viết tên bạn trong nhóm theo thứ tự trong bảng chữ cái. Ở đây cô sẽ có các bạn như sau: Nguyễn Minh Quý này, bạn Nguyễn Diệu Linh, bạn Nguyễn Đức Mạnh và bạn Nguyễn Văn Quyền. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sắp xếp tên của các bạn trong nhóm theo thứ tự ở trong bảng chữ cái. Đầu tiên thì các em cần phải nhớ thứ tự của bảng chữ cái. Các em thấy là chúng ta sẽ có các chữ. Ở đây thì các em có thể thấy là chúng ta có chữ quý và chúng ta thấy là chúng ta có tiếng quý và chúng ta sẽ có chữ quy là âm đầu. Chúng ta có tiếng linh và chúng ta sẽ có chữ L là âm đầu. Chúng ta có tiếng mạnh và chúng ta có chữ M là âm đầu. Chúng ta có tiếng quyền và chúng ta sẽ có chữ Q là âm đầu. Thì các chữ là chữ Q, chữ L, chữ M và chữ Q thì đều là những chữ xuất hiện trong bảng chữ cái. Thì bây giờ cô sẽ bắt đầu sắp xếp tên của các bạn theo đúng ở trong bảng chữ cái. Đầu tiên sẽ là bạn Linh, Nguyễn Diệu Linh sẽ là đứng số 1, là đứng đầu tiên. Bởi vì âm L sẽ đứng đầu. Thứ hai sẽ là bạn Mạnh, bạn Nguyễn Đức Mạnh thì chúng ta sẽ xếp ở vị trí số 2, là bởi vì chữ M thì sẽ đứng sau chữ L. Số 3 thì sẽ là bạn Quý và số 4 thì sẽ là bạn Quyền. Thì bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp tên của các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ viết bạn Nguyễn Diệu Linh trước, sau đó đến bạn Nguyễn Đức Mạnh, tiếp theo là bạn Nguyễn Minh Quý và cuối cùng là bạn Nguyễn Văn Quyền. Bạn đầu tiên là bạn Nguyễn Diệu Linh. Bạn thứ hai sẽ là bạn Nguyễn Đức Mạnh. Bạn số 3 là bạn Nguyễn Minh Quý. Và cuối cùng đó là bạn Nguyễn Văn Quyền.
Thì như vậy là cô đã hướng dẫn các em sắp xếp được tên của các bạn trong nhóm theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái. Đầu tiên là bạn Nguyễn Diệu Linh, thứ hai là bạn Nguyễn Đức Mạnh, thứ ba là bạn Nguyễn Minh Quý và cuối cùng là bạn Nguyễn Văn Quyền. Thì các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang bài nối. Bài nối thì chúng ta sẽ nối tên chung với tên riêng. Cô sẽ có các tên như sau: Nguyễn Việt Anh, Bánh Ngọt, Thành phố Hà Nội, Hồ Nước. Các em nhớ là tên riêng thì chúng ta sẽ phải viết hoa chữ cái đầu tiên, còn tên chung thì chúng ta không cần phải viết hoa. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân biệt tên chung, tên riêng bằng cách là viết hoa. Thì tên riêng thì phải viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên, còn tên chung thì chúng ta sẽ không cần phải viết hoa. Cô lấy ví dụ như là bạn Nguyễn Việt Anh ở đây thì chắc chắn sẽ là tên riêng, bởi vì đều viết hoa chữ cái đầu tiên, đó là chữ N phải viết hoa này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có chữ V. Chữ V thì chúng ta cũng phải viết hoa là âm đầu. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có chữ A, cũng phải viết hoa. Vậy thì tên riêng là chúng ta sẽ phải viết hoa chữ cái đầu tiên hay là âm đầu trong tiếng đầu tiên là chúng ta phải viết hoa. Như vậy chúng ta sẽ nối tên Nguyễn Việt Anh là tên riêng. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ bánh ngọt. Bánh ngọt ở đây chúng ta thấy là không có viết hoa thì sẽ được gọi là tên chung. Chúng ta thấy có thành phố Hà Nội. Hà Nội ở đây chúng ta thấy là viết hoa, đều là phải viết hoa âm đầu tiên trong các tiếng, thì chắc chắn ở đây sẽ là tên riêng. Hà Nội sẽ là tên riêng. Và đây cô có từ Hồ Nước. Hồ Nước ở đây các em thấy là không có viết hoa thì đây sẽ được gọi là tên chung. Như vậy tên riêng ở đây thì chúng ta sẽ có Nguyễn Việt Anh và thành phố Hà Nội là tên riêng. Chúng ta sẽ có bánh ngọt và Hồ Nước ở đây sẽ là tên chung. Vậy thì các em cần phải nhớ là tên riêng là tên mà chúng ta cần phải viết hoa tất cả các âm đầu trong các tiếng. Ví dụ như là Nguyễn Việt Anh thì chúng ta sẽ có 3 tiếng là tiếng Nguyễn, tiếng Việt và tiếng Anh. Thì trong tiếng Nguyễn đó chúng ta phải viết hoa âm đầu là âm N. Trong tiếng Việt thì chúng ta phải viết hoa âm đầu là âm V. Và trong tiếng Anh thì chúng ta cần phải viết hoa âm đầu đó là âm A. Thì các em nhớ là tên riêng là chúng ta phải viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên hay là viết hoa tất cả các âm đầu tiên trong các tiếng. Còn tên chung thì chúng ta không cần phải viết hoa. Đấy là cách mà chúng ta phân biệt tên chung và tên riêng. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 10. Câu 10 đặt câu hỏi dưới bộ phận in đậm trong câu dưới đây. Cô sẽ có câu A: hai vợ chồng Ngỗng và Rùa là những người bạn tốt. Ở đây chúng ta thấy có sự xuất hiện của từ là. Vậy thì đây chắc chắn sẽ là câu ai là gì? Vậy thì câu A ở đây chắc chắn sẽ là mẫu câu ai là gì? Câu ai sẽ là mẫu câu ai là gì? Bởi vì trong câu có sự xuất hiện của từ là. Cụm từ in đậm ở đây là hai vợ chồng Ngỗng và Rùa. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải đi đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm hai vợ chồng Ngỗng và Rùa. Vậy thì cô sẽ có câu hỏi như sau: ai là những người bạn tốt? Đây chúng ta sẽ đặt câu hỏi là ai là những người bạn tốt, thì chúng ta sẽ có câu trả lời đó là hai vợ chồng Ngỗng và Rùa. Vậy thì câu A chúng ta sẽ có câu hỏi đó là ai là người bạn tốt. Chúng ta sẽ dựa vào mẫu câu ai là gì, thì chúng ta sẽ đặt, đầu tiên chúng ta sẽ đặt câu ai là gì, ở đây là những người bạn tốt, thì chúng ta sẽ có câu hỏi là ai là những người bạn tốt. Câu A: ai là những người bạn tốt? Thì câu trả lời ở đây đó chính là hai vợ chồng Ngỗng và Rùa. Thì chúng ta sẽ chỉ cần phải lưu ý là để đặt được bộ phận trả lời cho câu hỏi, chúng ta lưu ý trong câu là có từ là đây, thì chắc chắn đó sẽ là theo mẫu câu là ai là gì, thì chúng ta sẽ phải viết đầu tiên. Ở đây chúng ta sẽ có mẫu câu là ai. Ai ở đây là gì, ở đây chúng ta sẽ thay bằng những người bạn tốt, thì chúng ta sẽ được câu hỏi là ai là những người bạn tốt, và câu trả lời là hai vợ chồng Ngỗng và Rùa. Tiếp theo với câu B: điều duy nhất mà Rùa cần phải nhớ là không được mở miệng ra khi bay. Vậy bộ phận in đậm ở đây là không được mở miệng ra khi bay. Thì chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi là điều duy nhất mà Rùa cần phải nhớ là gì? Thì chúng ta sẽ có câu trả lời đó là không được mở miệng ra khi bay. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu B. Chúng ta sẽ có câu hỏi đó là điều duy nhất mà Rùa cần phải nhớ là gì? Điều duy nhất mà Rùa cần phải nhớ là gì? Và chúng ta sẽ có câu trả lời đó là không được mở miệng ra khi bay. Như vậy ở câu 10 chúng ta đã đặt được hai câu hỏi cho hai bộ phận in đậm trong câu A và câu B, đó là ai là những người bạn tốt? Câu B: điều duy nhất mà Rùa cần phải nhớ là gì? Thì cả hai câu này chúng ta cũng sẽ đặt câu hỏi dựa vào mẫu câu ai là gì.
Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được 10 câu hỏi trong phần đọc hiểu luyện tập rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, đó là tập chép. Cô sẽ có bài tập chép, đó là bài Bảo Bình Thương Bà. Ngày sinh nhật đến, Bình cầm bánh, vừa hát bài chúc mừng sinh nhật, vừa đi đến chỗ bà. Bà cảm động ôm Bình vào lòng. Bình cắn miếng bánh to nhất mời bà. Bình dõng dạc nói, cháu chúc mừng sinh nhật bà ạ. À, bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Thì đây chính là bài tập chép Bảo Bình Thương Bà. Các em lưu ý trong bài thì sẽ có các dấu, đó là dấu phẩy, dấu chấm. Đặc biệt là trong bài thì sẽ có sự xuất hiện của dấu gạch ngang và dấu chấm than. Thì các em lưu ý khi viết chúng ta cần phải viết đúng tất cả các dấu này, chúng ta không được bỏ dấu. Và cái quan trọng nhất là các em phải viết đúng chính tả và cần phải tập chép làm sao cho thật nắn nót để chữ thật là đẹp. Và bài tập chép của chúng ta nhìn sẽ sạch sẽ và chỉnh chu hơn. Và trong phần tập chép này chúng ta cũng sẽ có một câu hỏi, đó là em hãy đóng vai bà của Bảo Bình để đáp lại lời chúc của Bảo Bình. Các em thấy là Bảo Bình đã có lời chúc là cháu chúc mừng sinh nhật bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Vậy thì chúng ta sẽ đóng vai bà của bạn Bảo Bình để đáp lại lời chúc của bạn Bảo Bình. Thì với câu hỏi này cô sẽ có lời đáp như sau. Cảm ơn Bảo Bình nhiều, bà cũng rất yêu cháu của bà. Bà cảm ơn Bảo Bình. Bà cũng rất yêu cháu của bà. Bà cũng rất yêu cháu của bà. Như vậy là chúng ta đã có được một lời đáp của bà gửi đến cho Bảo Bình, đó là bà cảm ơn Bảo Bình, bà cũng rất yêu cháu của bà. Thì các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 4 là phần trao đổi sáng tạo, với câu hỏi là em hãy kể lại những việc bạn Bảo đã làm để giúp đỡ mẹ việc nhà. Ở đây thì cô sẽ có 6 bức tranh tương ứng với 6 công việc mà bạn Bảo đã giúp mẹ làm việc nhà như sau. Đầu tiên các em có thể nhìn thấy là bạn Bảo đang gập chăn màn, thì chúng ta sẽ có một câu, đó là buổi sáng sau khi thức dậy Bảo đã gấp gọn chăn màn. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy hình ảnh là bạn Bảo đang làm việc. Sau khi ăn sáng, Bảo giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Đầu tiên là Bảo lau đèn này, sau đó là Bảo đi nhặt rác này, và Bảo lau tủ, Bảo đã sửa bát và quét nhà giúp mẹ. Như vậy là công việc của bạn Bảo đã giúp mẹ, đó là bạn Bảo đã dọn dẹp nhà cửa cho mẹ, là lau đèn này, nhặt rác này, lau tủ này, sửa bát và quét dọn nhà cửa cho mẹ. Như vậy thì các em cũng hãy như bạn Bảo, khi có thời gian vào buổi sáng thứ bảy và buổi sáng chủ nhật thì các em có thể giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Chúng ta có thể làm những công việc rất là nhẹ nhàng như là nhặt rác này, hay là lau bàn ghế này, lau đèn này, hay là phụ mẹ quét nhà chẳng hạn. Thì đấy đều là những công việc mà các em có thể làm được để giúp đỡ cho mẹ của mình. Thì đây chính là những gợi ý của cô trong phần trao đổi sáng tạo. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được bài tập của tuần 4 với chủ điểm là bạn bè của em rồi. Các em hãy nhớ ghi lại toàn bộ câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 4 với chủ điểm là em yêu bạn bè. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.